Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn Hoàng Duy Hùng Chiều ngày 20 tháng 10 năm 2020 Thưa quý vị, hôm nay tôi nói về một câu chuyện bản tin thôi Là sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan Trong một bữa yến tiệc ở Fiji Đó là một hiện tượng Tôi sẽ nói bản tin đó là một hiện tượng trước rồi sau đó tôi sẽ phân tích đến bản chất Tức là nguyên do nào gây đến những cái sự hiện tượng như vậy Thưa quý vị tại Fiji đó Trong cái tuần lễ Quốc Khánh Của Đài Loan Thì trong tháng 10 thưa quý vị Giữa Đài Loan và Trung Quốc có một cái sự cạnh tranh Để tổ chức Quốc Khánh Trung Quốc thì tổ chức của quốc khánh vào ngày mùng 1 tháng 10 hàng năm là lúc đó họ đã chiếm trọn lục địa và họ ban bố hiến pháp. Chọn ngày mùng 1 tháng 10 là ngày quốc khánh, đó là phía Trung Quốc. Còn bên phía của Trung Hoa Quốc dân đảng, đó, họ chạy sang Đài Loan, họ vẫn giữ ngày mà cuộc cách mạng song thập lật đổ được triều đình miễn thanh, mãn thanh. Đó là gọi là ngày mùng 10 tháng 10 song thập thưa quý vị họ giữ ngày song thập là ngày quốc khánh của họ cách nhau 10 ngày cách nhau 10 ngày thì nếu mà ở tại nước của họ thì nó dễ lắm nhưng mà là ở tại nước khác á, thì nhiều khi xê dịch nhau phải tổ chức vì ngày cuối tuần nên là có thể có đụng độ nhau vì có thể là tổ chức quốc khánh cho Đài Loan sớm hơn vài ngày trễ hơn vài ngày cho ngày quốc khánh của Trung Quốc thì sẽ có những cái chuyện đụng độ nhau và bên phía của trung quốc thì họ muốn có một cái tư thế áp đảo nên có những cái sự gây cấn đã xảy ra theo thưa quý vị là cũng vì cũng vì là ngày quốc khánh thưa, thưa quý vị thì theo tờ bbc news bên tin tức của bbc thưa quý vị cách đây gần tuần thì giữa bên phía Đài Loan và Trung Quốc có một sự đụng độ vì vấn đề ngày quốc khánh. Đài Loan chuẩn bị tổ chức khoảng chừng hơn 100 thực khách đến tham dự ngày quốc khánh của họ. Họ có tổ chức trong một cái khách sạn năm sao ăn uống sang trọng, họ trình bày về Đài Loan, họ có cờ Đài Loan và có cờ Fiji. Nhưng mà tham gia vô trong cái đoàn người đó thì có hai người bên bộ ngoại giao của Trung Quốc xâm nhập vào cái bữa tiệc này những người xâm nhập vào thưa quý vị họ đi đi lại lại rồi họ chụp hình chụp ảnh họ có tính cách là khiêu khích nữa họ cho rằng là Đài Loan không thể nào có ngày quốc khánh được vì chỉ có một ngày quốc khánh duy nhất đó là ngày quốc khánh 1 tháng 10 mà thôi sự kiện này được xảy ra vào cái tuần lễ ngày mùng 8 tháng 10 thưa quý vị, tức là ngày cuối tuần. Nên đây cũng là một cái sự đụng độ như tôi nói là, là tranh chấp nhau về cái ngày tháng luôn. Và hai người đó thưa quý vị đã đến cái khách sạn Grand Pacific Hotel nơi mà diễn ra buổi lễ để mà tưởng kỷ niệm quốc khánh của Đài Loan. Và những người trong bên phía của văn phòng chính phủ của Đài Loan đó tức là một hình thức là đại sứ của Đài Loan lên đó họ ra họ can thì đây là vấn đề nó xảy ra theo lời của Đài Loan theo lời của những người Đài Loan họ nói rằng là họ yêu cầu hai viên chức của Trung Quốc rời đi nhưng hai viên chức này là còn là lấy tay đập lại cái người mà đang quay phim họ hất luôn cả cái cái máy điện thoại xuống nên họ nói rằng là những người phía của bên Trung Quốc đã có hung hãn tấn công họ nhưng mà ngược lại thì đương nhiên phía của Trung Quốc nói không chính những người Đài Loan làm như vậy là hung hăng đòi tới là đòi đánh họ nên họ phải tự vệ và cả hai bên đều kêu cảnh sát tới kêu cảnh sát Fuji tới Cảnh sát Fiji tới thì họ đứng đó họ ngó họ cười, họ đâu có dám đụng vô. Cả hai ông này bự quá. Đối với Fiji là một nước nhỏ, hai ông này bự quá. Nếu mà đứng về phe ông nào cũng chết cho nên họ đứng họ cười không mà thôi. quý vị. Họ đứng họ cười. Và vì như vậy đó là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc là ông Triều Lập Kiên đã nói với AFP rằng là một lá cờ giả tạo ngụy một giá một lá tờ, một lá cờ ngụy đã công khai trưng bày trong bữa tiệc này và một chiếc bánh đã có một cái hình ảnh lá cờ ngụy ngụy false national flag họ là lá cờ ngụy lá cờ giả tạo <laughs> thì đương nhiên ông triệu lập kiên coi cái lá cờ của trung hoa của dân đảng anh xin lỗi trung lá cờ của đài loan là lá cờ giả tạo là lá cờ không chính thống họ chỉ có họ cái lá cờ chính thống Nên ông triệu lập kiên nói rằng là đây là một cái lá cờ ngụy ông gọi là chữ false ngụy một lá cờ ngụy và một chiếc bánh có lá cờ ngụy nên đã gây rất là bất mãn cho trung quốc nhưng mà theo tờ BBC phát biểu là nói rằng là cái cảnh sát của Fijian đó, của người Fiji đó chứ đứng cười không không có ý kiến gì hết, <laughs> không dám có ý kiến. <laughs> Nhưng mà đó, giữa tương tác giữa Fiji đó và Trung Quốc lẫn Đài Loan đó, thì trước đây đó là Fiji có nhiều cái tương tác lâu hơn với Đài Loan và đúng như vậy thưa quý vị. Đó là bản tin Ông tin là nó sự căng thẳng Từ đó tới nay đã gần 2 tuần vẫn là còn căng thẳng Trung Quốc còn đang cây cú với Đài Loan về vụ này lắm Nhưng mà Đài Loan nó không Chúng tôi là một quốc gia độc lập Chúng tôi không có cái lá cờ của chúng tôi Chả dính líu gì đến phía Trung Quốc hết đó Cho nên gọi chúng tôi là một cái lá cờ ngụy Cái đó là tầm bậy của các anh Chúng tôi là một quốc gia Đài Loan We are a nation independently Rất là độc lập Không có dính líu gì đến với Trung Quốc hết đó là lời khẳng định của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Đài Loan. bởi quý vị, đó là cái câu chuyện của bản tin như vậy. Đó là cái mặt băng nổi giữa Trung Quốc và Đài Loan đang tranh nhau ảnh hưởng ở tại Fiji. Bây giờ mình nói sơ chút xíu về Fiji đấy, xong rồi tôi mới nói sơ về những cái chữ khác nữa. Tức là nói sơ về cái Fiji tại sao họ tranh giành nhau ảnh hưởng ở tại Fiji. Rồi sau đó tôi sẽ nói sâu vô cái nguyên do nào mà Đài Loan và Trung Quốc đang tranh giành nhau ảnh hưởng như vậy. Và dự luật cho một quốc gia Đài Loan độc lập đang được vận động ráo riết ở tại Hoa Kỳ như thế nào. Để chúng ta hiểu những cái bối cảnh này đang diễn ra thưa quý vị. Quý vị hãy theo dõi với tôi về cái vấn đề của Fiji trước nha. Thưa quý vị, nước Fiji là một quốc gia quần đảo quốc gia quần đảo ở phía của Nam Bán Cầu mà thuộc về Thái Bình Dương thưa quý vị, thuộc Thái Bình Dương. Cách xa phía Đông của nước Úc là khoảng chừng 2.000 cây số và phía Bắc của nước New Zealand cũng khoảng 2.000 cây số. Nó là một quốc gia quần đảo có khoảng chừng 300 đảo lớn nhỏ nhưng trong đó có ba một 110 đảo là có người sinh sống, 110 đảo có người sinh sống và hai đảo lớn đó, mà hai đảo lớn cũng là đảo có đông dân cư nhất là đảo Vitu và đảo Vanua Levu, hai đảo Vitu Levu và Vanua -le Ở đây cũng có những cái đảo nhỏ xíu xìu, tiếng Anh nó gọi là islet. Islet tức là cái đảo nhỏ chứ không phải Island Islet là những cái đảo lắc nhắc nhỏ những cái cồn cái này cái nọ đó thưa quý vị là khoảng chừng 500 cái đảo nhỏ như vậy đây là một quốc gia các đảo được thành lập bởi miệng bởi núi lửa thưa quý vị nó phun lên cả bao nhiêu triệu năm là nó thành ra những cái đảo như vậy nó thành một cái quần đảo nơi đây bây giờ nó hiện giờ có khoảng chừng một triệu người sinh sống tất cả một triệu người sinh sống thì họ chia ra ở hai cái đảo lớn mà như tôi đã nói là đảo Viti Lovu và Vanua Lovu. Hai đảo này là coi như là chiếm đa số dân chúng rồi, còn những đảo khác chia ra một ít nữa. Đó là về địa thế của đảo quốc đảo Fiji. Quốc đảo Fiji đó là trước đây là những cái người dân của cái khu mà gọi là châu Á Thái Bình Dương, tiếng Anh nó gọi là Polynesian thưa quý vị là những cái sắc dân như là ở tại Hawaii hay là ở tại New Zealand gì đó thì họ có tới đây họ ở họ là người Polynesian họ tới đây họ ở họ ở rồi cái gì khoảng chừng thế kỷ thứ 19 đó thì họ đã bị người người Anh từ ở bên phía úc đó, đi qua và đã cai trị họ từ năm 1800 1874 thưa quý vị. Nước Anh qua cái bàn tay của nước Úc, lúc đó là nước Úc đã là một thuộc địa của nước Anh. Nước Úc sử dụng đó là nước, nước Úc tới Fiji và nước Úc đã biến Fiji là một thuộc địa của nước Anh luôn. Và nước Fiji đó được trả độc lập là vào năm 1970. Và sau đó đó thì họ có một cái thể chế nó gọi là có tổng thống, làm đầu có thủ tướng và có đa đảng có tổng thống, có thủ tướng và có đa đảng. Và đó là vì họ còn là một quốc gia quá non trẻ, nên là trước khi có cuộc bầu cử tổng thống nào cũng vậy thưa quý vị, đa số là họ có những cuộc đảo tránh. Họ từng bị đảo tránh, cứ mỗi một lần như là đảo tránh và đảo tránh và đảo tránh từ năm 1987, rồi năm 2006, rồi năm 2009, rồi gì vân vân cứ tiếp tục có bị những cuộc đảo tránh. Nhưng đây là một đảo quốc đẹp thưa quý vị. Và vì là một đảo quốc đẹp nên là những quốc gia như Đài Loan họ cần có một cái vị thế ở tại cái vùng xa xôi của Tây phía, phía, phía Đông Nam phía Đông Nam Thái Bình Dương họ cũng cần có một số gọi là những cái gì nguyên liệu như là các cái loại uh, thuốc nốt gì đó thưa quý vị cho nên họ muốn có ảnh hưởng ở tại Fiji Họ muốn có ảnh hưởng đại Fiji là tại vì Fiji lúc đó đó đầu tư còn rất là rẻ. Nên họ đầu tư vào. Và sau đó thì Trung Quốc đầu tư vào. Bởi Và vì Trung Quốc là đến sau nhưng mà lại mạnh tiền hơn. Đến sau nhưng mà sau này mạnh hơn, mạnh hơn nên ảnh thao túng. Và vì ảnh là một quốc gia được công nhận bởi liên hiệp quốc của thế giới là một quốc gia là một trong năm thành viên của ủy ban thường trực của thế giới nữa. Nên Fiji nể mặt ảnh. Còn Đài Loan á thì trở thành thứ yếu trở trở thành là dâu đang là một sự tương tác quan trọng nhưng trở thành chỉ là một văn phòng đại diện chứ chưa phải là một tòa đại sứ và trong thực tế văn phòng đại diện đó đóng vai hành xử như một tòa đại sứ và vì như vậy đó là khi mà tổ chức cái ngày quốc khánh như tôi đã nói đó là hai nơi nhưng mà nó cùng một cái, cái tuần đó tức là một bên là ngày mùng 10 tháng 10 một bên là ngày mùng 1 tháng 10 nhiều khi chỉ xê dịch nhau chút xíu trước sau thì nó trùng luôn cả cái, cái, cái thời điểm và khi trùng lên thời điểm đó, thì có những cái chuyện đụng độ tranh giành ảnh hưởng nhau như vậy và những người cảnh sát của Fiji chỉ đứng đó mà ngó mà cười thôi ngó mà cười thôi thưa quý vị vậy thì đó là nó bùng nổ lên câu chuyện mà ông triệu lập kiên nói đó là ông bảo là một cái a false flag một cái ngọn cờ giả tạo nó được trưng bày lên ở đây đó thì làm cho thế giới chú ý và người ta chú ý một cái đạo luật đang nộp lên ở tại vận động ở tại quốc hội hoa kỳ nó là gì và nó sẽ đi về đâu nếu mà thí dụ cuộc bầu cử này ông joe biden thắng cử thì nó sẽ đi về đâu mà nếu mà ông tổng thống donald trump thắng cử nó có được tiếp tục hay không thì quý vị hãy theo theo dõi cái bảng cái tảng băng ngầm ở đằng sau nó như thế nào như thưa quý vị cái tảng băng ngầm á thưa quý vị từ xưa thời xưa đó thời nhà thanh đó, đài loan đã bị triều đình nhà thanh thu phục lại trở thành một phần đất của trung quốc rồi năm 1949, Đảng Cộng sản đã đánh bật Trung Hoa Quốc dân đảng ra khỏi lục địa và Trung Hoa Quốc dân địa, Trung Hoa Quốc dân đảng dưới sự lãnh đạo của ông Tưởng Giới Thạch đã ra Đài Loan để mà lập nghiệp. Từ đó đến nay, bên phía của Đài Loan được gọi là Cộng hòa Trung Quốc, Republic of China. Còn bên phía lục địa được gọi là People's Republic of China, Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Hai bên chữ đều có là chữ Trung Quốc hết, Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc và Cộng hòa Trung Quốc. Cộng hòa Trung Quốc tức là Đài Loan thưa quý vị, được ở trong thế Liên Hiệp Quốc lúc đó là một trong những năm ủy viên thường trực của Liên Hiệp Quốc từ năm 1949 tới năm 1973. Vì năm 1972, Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Henry Kissinger đã bí mật qua bên Bắc Kinh gặp gỡ ông cựu Thủ tướng Chu Ân Lai và cố Tổng Chủ tịch Mao Trạch Đông. Đã đi đêm, trong đi đêm đó thỏa thuận là Hoa Kỳ bỏ rơi Đài Loan và bỏ rơi Nam Việt Nam để đổi lại Trung Quốc mở cửa thị trường cho Hoa Kỳ vào. Thế là biến cố đầu tiên năm 1973, Đài Loan đã bị hất chân ra khỏi ủy viên thường trực của Ủy ban Liên Hợp Quốc và Mỹ đã vận động cùng với những quốc gia như Nga, Pháp, Anh đồng ý Trung Quốc trở thành là thành viên chính thức thay thế cho Đài Loan ở tại Ủy ban Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm 1973. Vậy là Đài Loan không còn một cái ghế nào, cũng không phải là thành viên của Liên Hợp Quốc từ năm 1973. Đó là sự kiện đau lòng cho Đài Loan. Bị những người bạn mở ngoặt và đóng ngoặt gọi là đồng minh đâm một cái cán lúc sau tới tận tim gan luôn. Tới tận tim gan luôn. Tới năm 2005, dưới thời của ông Hồ Cẩm Đào, thì quốc hội của Trung Quốc đã thông qua một cái đạo luật tiếng Anh nó gọi là Anti-Secession Law. Anti-Secession Law là đạo luật là chống sự rút lại, tức là chống cái sự tách ra của Đài Loan thưa quý vị. Chống lại sự tách ra của Đài Loan thì biểu quyết có 10 điểm và trong 10 điểm đó nhắm đến một mục tiêu duy nhất, đó là phải thống nhất Đài Loan lúc này đó đạo luật này là chỉ nhắm đến sự thống nhất trong hòa bình bằng mọi phương tiện của hòa bình chứ không nói đến bạo lực bằng mọi phương tiện hòa bình thí dụ như là qua gia đình qua bạn bè qua thương mại qua đủ thứ hết để làm sao cho đài loan ngã hẳn về trung quốc và đặc biệt là họ sử dụng là những cán bộ cao cấp của trung hoa quốc dân đảng để trung hoa quốc dân đảng có thể trở thành là một đối tác chính trị tại chính trường của Trung Quốc thì mới xoay nhập trở về với Trung Quốc. Đó là chính sách là đạo luật của The Anti-Secession Law năm 2005 của Trung Quốc. Có 10 điểm, 10 điểm là để mà thu phục Đài Loan quay trở về trong sự hòa bình. Nhưng mà mãi mười mấy năm trời không có được, không có cách nào được hết là tại vì những người những người mà người Aka tức là người Hè đó, những người địa phương nơi Đài Loan đó họ không muốn, họ họ là một cán cân ngang ngựa lúc mà thắng thế thắng cử lúc mà thất cử. Như từ ông Trần Thủy Biển rồi đến uh, qua bên phía của ông Thái uh, ông Mã Anh Cửu là của bên Hoặc Trung Hoa dân Đảng. Nhưng bây giờ sau đó lại lật ngược qua bên bà Thái Anh Văn là người của Dân địa phương. Nên là uh, cái chính sách mà gọi là thu phục Đài Loan quay trở về trong sự hòa bình khó có thành công thì đầu tháng giêng năm 2019 ông tổng ông tổng bí thư chủ tịch nước chủ tịch ủy ban quốc phòng rồi đủ thứ đó là ông Tập Cận Bình đã phát biểu một bài là phải nói rằng là khá gây gắt và theo Theo BBC vào ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2019, ông Tập Cận Bình có nói rằng là chưa là đã đến lúc nếu mà không thống nhất được Đài Loan bằng sự hòa bình thì chúng ta sẽ phải thống nhất bằng mọi giá ngay cả việc bạo lực. Nên là rõ nét là sự thay đổi sự thống nhất với một cái lời hâm dọa là bằng bạo lực là vào ngày 2 tháng 1 năm 2019 bởi cửa miệng của ông Tập Cận Bình mà các đài lớn báo chí như BBC lúc đó đã loan tin là ông tuyên bố là nếu không thống nhất được Đài Loan bằng hòa bình thì sẽ phải thống nhất trong bạo luật. Trước sự tuyên bố này của ông Tập Cận Bình thì các chính khách của Hoa Kỳ bắt đầu có những cái sự phản ứng. Sự phản ứng đó đó nó liên tục từ năm 2019, 18, 20 đến nay là các vị dân cử họ có đề nghị lên một số các cái dự luật để làm sao có lợi cho Đài Loan. Và họ đề nghị lên là những cái dự luật, thí dụ một dự luật mà vào năm 2018 tháng 2 một dự luật đã được đề nghị lên trên và đã được tổng thống Donald Trump ban phước lành cho nhân cái dịp mà gọi là kỷ niệm một năm ông nhậm chức và để ông có đối thoại với Trung Quốc, đó là ông mong muốn một Đài Loan có nhiều sự độc lập hơn. À, đó là năm 2018 rồi sau đó cứ tiếp tục năm 2019 những cái dự luật về vấn đề khi mà Đài Loan đi qua Mỹ là không cần visa đi gì hết, to, cho những cái ưu tiên của Đài Loan thì Trung Quốc càng ngày càng giận nhưng mà cái có lẽ rằng là cái mà điều giận nhất mà bây giờ đang nằm ở trên đang nằm ở trên uh, quốc hội của Hoa Kỳ đó, đó là đạo luật của do dân biểu uh, Quận hạt 7, khu vực 7 ở tại Wisconsin, là ông uh, Tiffany, thưa quý vị, Tom Tiffany. Tom Tiffany là một dân biểu Cộng Hòa, khu vực 7 ở, ở tại Wisconsin. Trong tháng 9, ông có mới một cái đệ trình, một cái đạo luật, một dự luật luôn, là hãy tiến tới ban giao với đài loan coi đài loan là một quốc gia độc lập coi đài loan là một quốc gia độc lập không còn coi là một, một văn phòng giống như hồi trước nữa coi đài loan là một quốc gia độc lập để có ban giao chính thức và có tòa đại sứ đài loan đạo luật này dự luật này đang được vận động phải nói rằng là chưa mấy tuần qua rất là ráo riết ở tại quốc hội nhưng mà vì quốc hội đang bị dịch Covid-19 là điều thứ nhất. Thứ hai là vì vấn đề của đang chuẩn nhận cho nữ thẩm phán Amy Coney Barrett nên họ cũng đang sao lãng một chút xíu. Điểm thứ ba là vấn đề mà đang bầu cử nên họ hơi lờ đi. Nhưng mà đó dự luật này đằng trong ai cũng biết rằng là một dự luật mà người Đài Loan đang mong mỏi. Nhiều phái đoàn Đài Loan đang tìm bằng một cách tiếng Anh nó gọi là lobby tức là vận động vận động hành lang làm sao cho đạo luật này được nhanh chóng thông qua trong năm nay hoặc là nếu tổng thống Donald Trump đắc cử đó tái đắc cử đó thì được nhanh chóng thông qua trước khi có cái nhiệm kỳ mới của năm 2021 còn nếu mà tổng thống Trump mà mà thất cử thưa quý vị người Đài Loan họ không tin tưởng ông Joe Biden vì hồ sơ mà con trai ruột của ông Joe Biden là anh Hunter Biden. Có những email mà như tờ New York Post đã loan tin là làm việc cho công ty Burisma Holdings tham nhũng khoảng 3 triệu rưỡi. Có sự móc ngoặt của Trung Quốc. Họ sợ rằng là Trung Quốc đã mua đất ông Biden rồi. Nên người Đài Loan không tin ông Biden. Họ chỉ sợ rằng là dự luật này sẽ bị chết yếu nếu mà ông Biden thắc cử. Và nếu mà Tổng thống Donald Trump đắc cử thì họ hy vọng rất nhiều là sẽ có những cái cuộc biển chuyến cho một nước Đài Loan được độc lập không còn bị những áp lực chèn ép bởi Trung Quốc trong như những ngày qua. Và như cảnh tượng ở tại Fiji mà chúng ta thấy rằng là họ hung hăng như thế nào đến độ mà ông Triệu Lập Kiên là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi lá cờ của Đài Loan từ xưa tới nay lá cờ đó đã có trước cái lá cờ của 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 đảng cộng sản trung quốc lá cờ đó có từ lúc mà cuộc cách mạng sông thập hơn 100 năm rồi nhưng bây giờ thì họ gọi cái lá cờ đó là ngụy lá cờ ngụy người dân đài loan không hài lòng đó là bề sâu thực chất của vấn đề gọi là cái băng bản băng nổi tranh chấp một bữa tiệc ở tại Fiji vì hai bên đang kèn cửa và Trung Quốc đang e ngại là Hoa Kỳ sẽ đứng đằng sau dàn dựng đạo diễn hỗ trợ cho Đài Loan được độc lập hẳn thì Trung Quốc cũng rất mất mặt với thế giới nên Trung Quốc bây giờ họ hung hăng được với Đài Loan ở bất kỳ nơi nào rõ làm họ hù dò họ làm cho các quốc gia phải e sợ hãy e sợ cái sức mạnh của họ không được công nhận đài loan với bất kỳ một hình thức nào nhưng nếu hoa kỳ là quốc gia đầu tiên mà đứng ra mà công khai nhận đài loan là một quốc gia độc lập rồi thì sẽ đưa ra làm hai cánh nó rõ nét thôi bây giờ thì hoa kỳ chưa có chỉ có những cái dự luật thôi chưa có đạo luật dự luật thôi tức là đang đệ trình chưa có xong nếu mà xong rồi thì chắc chắn sẽ có những biến chuyển mới chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi với tôi góc nhìn hoàng Hùng, chiều ngày 20 tháng 10 năm 2020 xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau